sau 5 năm thực hiện nghị quyết số 08 NQTV đúc ngày 16 tháng 1 năm 2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, Gia Lai đã có sự đổi mới trong nhận thức về tầm quan trọng của kinh tế du lịch đối với sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Theo đó, tỉnh đã chỉ đạo ngành chức năng tập trung xây dựng đề án, kế hoạch đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật ngành du lịch, ưu tiên huy động nguồn lực trong và ngoài ngân sách, đầu tư đường giao thông đến các điểm khu du lịch đã được quy hoạch. Từ năm 2017 đến nay, tổng nguồn vốn đầu tư cho hạ tầng du lịch trên địa bàn tỉnh đạt hơn 245 tỷ đồng, tập trung vào những điểm du lịch có khả năng khai thác thuận lợi trong thu hút kêu gọi đầu tư như khu Lâm Viên Biển Hồ, di tích sơ kỳ đá cũ Rộc Tưng, khu di tích địa cách mạng khu 10, khu bảo tồn thiên nhiên Con chư Răng, vườn quốc gia Con Ca Kinh, núi lửa Chư Đăng ta bên cạnh đó gia lai cũng đẩy mạnh khai thác các loại hình du lịch sinh thái du lịch cộng đồng du lịch nông thôn du lịch văn hóa lịch sử thông qua những lợi thế sẵn có về tài nguyên thiên nhiên văn hóa truyền thống và hệ sinh thái nông nghiệp thời gian tới tỉnh sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp các thành phần kinh tế đầu tư phát triển du lịch có chính sách cơ chế tăng cường xã hội hóa đầu tư phát triển du lịch tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân tham gia và hưởng lợi từ các mô hình làng nghề du lịch